ăn khoai sống qua ngày. Cậu làm sao thế? Mình có thông báo học lại 4 môn mà còn phải đóng cả học phí nữa. Tưởng gì, chuyện thi lại, học lại với mình là cơm bữa rồi. Thôi, đi chơi điện tử giải khuây với mình đi. Nhưng mình vẫn còn nợ tiền quán ấy, chỉ sợ đến đấy người ta lại đòi tiền. Hôm nay mình khao, cậu yên tâm, mình là khách quen. Mình nói một câu, họ sẽ không đòi tiền cậu đâu. Cậu nhớ nói hộ mình nhé, yên tâm. Chết mày, mau lên, sắp thắng rồi. Mình này, 2 tháng nay không thấy thằng Dương về thăm nhà nhỉ? Chắc nó bận học quá, chứ nó vẫn gọi điện về hỏi thăm đấy. Mà sắp hết tháng, nhà mình vẫn chưa có đủ tiền gửi cho nó, không biết phải làm sao đây. Tốn kém quá, lần nào nó gọi điện về cũng xin thêm tiền. Số tiền nuôi nó gấp mấy lần tôi với bà ấy. Mình đành cố chứ biết làm sao. Phải đầu tư cho con thì tương lai nó mới bớt khổ. Chứ cứ suốt ngày ở nhà với đồng ruộng thì bao giờ mới ngẩng đầu lên được. Thôi được rồi, mai tôi sẽ bán con lợn rồi bà lấy tiền đấy mà gửi cho nó. Giấy báo nhận tiền. Ba mẹ gửi tiền lên đúng lúc quá. Cháu trả nợ cô 530.000, không thiếu một xu nhé. Ừ, đúng hẹn quá nhỉ. Hôm nay cô khuyến mãi cho con một buổi không lấy tiền. Thật á? Thì cô có nói giỡn bao giờ? Con là khách quen mà. Vào chơi đi, lần sau rủ thêm bạn bè đến cho vui. Nguyễn Ngọc Dương do nợ 4 môn thi lại và chậm thanh toán học phí cả năm, nên ban giám hiệu nhà trường quyết định đình chỉ việc học của em. Đề nghị em thông báo tới gia đình để ba mẹ lên gặp ban giám hiệu bàn bạc việc này. Thông báo này thay cho giấy mời. Trời ơi, ba mẹ mà biết được chuyện này thì phải làm sao? Dương, mẹ lên thăm con đây. Ơ, mẹ, sao mẹ lại lên đây làm gì? Thì mẹ lên thăm con không vui sao? Mà mẹ còn mang vài món con thích lên đây này. Cái gì thế này hả Dương? Con ơi, con có biết vì muốn dành tiền cho con ăn học mà ba con lao động quá sức, đang bị ốm ở nhà không? Vậy mà con nỡ ham chơi bỏ học như thế này sao? Mẹ ơi, con hư đốn quá, con vô ơn quá. Có cách nào con làm lại được không, mẹ ơi? Chuyến xe muộn. Bảo anh đi từ sáng cho mát mẻ mà anh không nghe. Thôi mà em, lâu lâu mới về thăm mẹ, để con chơi lâu một chút cho mẹ vui. Nào My, đội cái mũ và bịt khẩu trang vào nhé, ngoài đường bụi lắm đó. Vâng ạ. Từ giờ đến tối mà không có xe lên thì không biết thế nào nữa. Em cứ bình tĩnh đã nào, kiểu gì rồi cũng về được nhà trong hôm nay thôi. Mẹ ơi, con nóng. Cố đợi chút nữa nào con, sắp có xe rồi. Anh chị đợi xe đúng không? Mời lên xe tôi chở. Vâng vâng, tốt quá. Thấy cháu bé đứng đợi xe cùng anh chị nắng nôi thế này vất vả, mà cũng chưa biết từ giờ đến tối có xe không nữa.
Cảm ơn bác. Chắc là anh ta đi xe một mình thấy lãng phí, nên rủ thêm nhà mình đi cùng để đỡ tiền xăng xe đây. Thôi thế cũng là tốt rồi, không có người ta thì không biết phải còn đợi xe đến bao giờ nữa. Anh chị và các cháu về quê chơi mấy ngày lễ đó hả? Dạ, tranh thủ được mấy ngày nên cho cháu về chơi với bà bác ạ. Nhà còn có mỗi mình bà thôi. Thế là phải, chỉ cần lâu lâu lại được trông thấy con cháu là các cụ mừng rồi, chứ chẳng cần gì nhiều đâu chú ạ. Vâng, bác nói đúng ạ. Có xe riêng như bác đi lại còn đỡ, chứ như chúng em mỗi lần mà về quê mệt lắm. Hết xe khách rồi xe ôm, lỉnh kỉnh đủ thứ, vợ chồng con cái nhếch nhác lắm. Vâng, thôi thì chịu khó vậy. Mẹ già cũng chẳng thể sống đời ở kiếp mãi với con cháu được. E rằng... Dạ vâng. Thế nhà cô chú ở chỗ nào? Dạ, chúng em ở cạnh hồ Hồng Liên đó bác. Ở đó sáng vào nội đô làm việc đường cũng tắc đấy nhỉ? Dạ, đi lại vất vả lắm bác ạ. À, đường thì vừa tắc vừa bụi vừa khói nữa chứ. Thôi chết, bãi nói chuyện đi qua đường rẽ vào nhà anh chị rồi. Thôi không sao bác ạ. À, để nhà em xuống đây rồi bắt xe ôm về nhà cũng được. Dạ đúng đấy ạ. À, thôi để đi hết đoạn đường đông này, tới lối rẽ sau tôi quay xe lại. Đằng nào hôm nay tôi cũng không vội. Này, lát nữa không biết gửi người ta bao nhiêu nhỉ? Anh cũng chịu, em cứ biếu bác ấy mấy trăm để phụ bác ấy đổ xăng. Thiếp, mấy trăm cơ á? Thế thì quá bằng đi xe khách rồi, chứ gọi chi là đi nhờ nữa. Em... Đến nhà anh chị rồi đấy. Dạ, nhà em gửi bác ít tiền để phụ bác đổ xăng, mong bác nhận cho ạ. À, thôi, tôi không lấy đâu. Dạ, xin bác nhận đi ạ. À, chúng em phải cảm ơn bác nhiều lắm. Không có bác thì không biết bao giờ mới lên được đây nữa. Thôi được rồi, anh chị cứ chuyển đồ xuống đi, để tôi bế cháu xuống cho. Thế nha, chào cháu bé nha. Dạ, cháu chào bác ạ. À, khiếp, anh làm gì mà cứ như người ta làm từ thiện cho nhà anh không bằng, bằng mấy số tiền đi xe khách đấy. Ơ, em, sao em lại nói vậy? Không có người ta tự nguyện dừng lại, thì có mà em lên đây được sớm như thế này chắc. May mắn mới gặp được bác ấy đấy. Nhưng mà người ta cũng có cho không anh đâu, vẫn mất tiền đấy thôi. À, mẹ ơi, lúc nãy bế con xuống, bác lái xe dặn, khi bác đi mới được đưa cái này cho ba mẹ. Ơ, thế ra bác ấy... Đấy, em lúc nào cũng tính toán so đo thiệt hơn mãi. Người ta có như em nghĩ đâu, đời còn nhiều người tốt lắm. Ờ, đúng là... Mái tóc giả. Mời chị và cháu vào xem hàng. Hôm nay có hàng mới về đấy ạ. Wow, nhiều đồ đẹp quá. Nhiều váy đẹp quá mẹ ơi. Ừ, con lựa lấy một bộ ưng nhất đi con. Cha, cháu nhà chị có mái tóc dài đẹp quá. Vâng, cháu nó cũng yêu quý mái tóc ấy lắm, chẳng chịu cho cắt bao giờ đâu. Mẹ, con thích chiếc váy này. Ừ, chiếc này hợp cho con diễn văn nghệ đấy. Dạ, mời chị và cháu vào xem hàng. Con hãy chọn một món đồ nào con thích nhất đi, mẹ sẽ mua làm quà sinh nhật cho con. Dạ. Con còn muốn mua gì nữa? Dạ, để con ngắm đã. Ôi, tớ xin lỗi. Đi lại phải nhìn chứ. Xin lỗi, tại tớ mãi xem hàng. Trả đi, của tớ chứ. Không, tớ lấy trước. Không, không, không. Cậu nhường tớ đi, tớ rất thích chiếc kẹp này. Không, tớ cũng thích. Không, 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 không. À, ôi. Thì ra là tóc giả. Tưởng thế nào, đầu trọc thì mua kẹp tóc làm gì. Có đeo cái kẹp này lên tóc giả thì cũng chẳng đẹp gì đâu. Tớ Kỳ
kìa con. Mẹ ơi. Mẹ ơi, bạn kia không có tóc mà cũng tranh mua kẹp tóc với con. Kìa con, không được nói như thế. Chị à, cháu à, cho tôi xin lỗi, con tôi vô ý quá. Thôi được rồi con, mẹ sẽ mua cho con món quà sinh nhật ở cửa hàng khác, ta đi thôi. Ừ, chị và cháu khoan đi đã, đợi tôi một chút ạ. Kìa con không thấy gì sao? Thấy gì ạ mẹ? Bạn ấy không có tóc, lại phải đeo tóc giả nữa. Nghĩa là bạn ấy... Bạn ấy làm sao ạ? Nghĩa là bạn ấy đang có bệnh trong người, có thể bệnh rất nặng, phải giành giật sự sống từng ngày đấy con à. Thật vậy sao mẹ? Con không biết. Mà hình như hôm nay lại còn là ngày sinh nhật của bạn ấy nữa. Tớ thành thật xin lỗi cậu. Vừa rồi tớ đã nói lời không phải với cậu. Tớ nhường cho cậu đấy. Kìa con. Dạ, con nhường cho bạn ấy mà. Hôm nay là ngày sinh nhật của bạn ấy. À, cho tớ tặng cậu chiếc kẹp tóc này nhân sinh nhật cậu nhé. Cháu cứ nhận đi, bạn tặng cháu mà. Bác và bạn đã nói vậy, con nhận đi. Tớ cảm ơn cậu, cháu cảm ơn bác. Happy birthday cậu nhé. Cháu nhà mình ngoan quá, cách dạy cháu của chị làm em nể lắm. Trẻ con mà chị, phải uống nắng, dạy bảo các cháu từ nhỏ mới được. Thôi đến giờ chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn và tạm biệt chị và cháu nhé. Cháu cảm ơn bác, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cháu đi ạ. Không có gì đâu, chúc cậu luôn khỏe. À, cậu cho tớ xin địa chỉ để chúng mình thường xuyên liên lạc nhé. Ừ, cũng được. Đang ăn tiền mà. Mệt quá. Sao lại hết nước đúng lúc đang đói khát? Mệt mỏi thế này chứ. Hy vọng phía trước có chỗ nào dừng chân nghỉ ngơi vậy. Mệt, mệt quá, khát quá. Anh gì ơi, anh có thể cho tôi xin một ngụm nước được không? Tôi khát khô cả cổ mà hết nước rồi. Thật xui xẻo cho anh, tôi vừa uống hết ngụm cuối cùng rồi. Trời ơi! Nhưng mà không sao, anh chỉ cần cố đi một đoạn nữa thôi. Phía trước có một quán nước ven đường rồi. Ồ, thật ư? Đúng vậy, còn không xa nữa đâu. Anh cố đi đến đó mà nghỉ ngơi. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Đỡ khác rồi, nhưng giá có cái gì ăn nữa thì tốt. Bụng mình đói quá, mà quán này chẳng bán gì, xung quanh cũng chẳng có hàng nào nữa. Chủ quán ơi, cho xin chén nước với. À, vâng, nước của anh đây. Anh đi đâu đấy? Tôi xin, tôi ra chợ bán hàng anh ạ. À? Bán hàng? Bán hàng gì thế nhỉ? Quả gì lạ thế, lại đỏ tươi, căng mọng. Chắc là ngon lắm. Đang lúc đói, may quá. Ê, này anh mang chỗ quả này ra chợ bán hả? Có thể bán cho tôi một ít được không? Ừ, tất nhiên rồi. Anh mua bao nhiêu? Tôi mua đầy túi này. Ồ, nhiều vậy ư? Đây, tôi trả tiền anh. Vâng, cảm ơn. Chào anh, tôi phải đi tiếp đây. Trời ơi, sao lại cay thế này? Này anh, sao lại ăn ớt thế? Hả? Đây là ớt ư? Ừ, sao nó to thế? Vì nó là loại ớt giống mới, tôi tưởng anh biết nên mua nó chứ. Tôi lại nghĩ là một loại quả rất là ngon.
Tội nghiệp, thế là anh mua phí chỗ ớt này rồi. Ừ, phí là phí thế nào ạ? Hả? Anh bị sao vậy? Biết là ớt rồi còn ăn là sao? Phải ăn chứ. Mà ớt cũng là tiền tôi bỏ ra. Tôi ăn ớt thì cũng là tôi đang ăn tiền của mình thôi. Tuyệt đối không thể bỏ tiền đi được. Anh ta thật ngốc nghếch và ngoan cố. Liệu trong cuộc sống này còn biết bao người như anh ta nữa? Khi đầu tư công sức, tiền bạc vào một cái gì đó nhưng kết quả không như ý, thay vì thừa nhận sai lầm lại cứ cố chấp theo đuổi, và kết quả sẽ chỉ nhận thiệt thòi về mình thôi.
subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.